Cyberpunk No system, hang, every day, một nhà tái chế phế liệu lạc hậu từ chối chấp nhận cải tạo quá mức, một thành quả của một cỗ máy sinh học hoàn toàn giống con người. Lạc hậu mũi nhọn khoa học kỹ thuật muốn ở tiên tiến khu ổ chuột bên trong tìm được trái tim, mà tương lai lạc hậu nhân loại được mỗi ngày thanh lý chạy theo như việc xài lan, bởi vì một lần giao dịch mà hợp tác hai người bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau sinh hoạt. Robot đồng nghiệp mất kiểm soát trở thành kẻ giết người điên cuồng các công ty tham lam cố gắng độc quyền công nghệ, những người đứng đầu thành phố sử dụng thường dân như những con tốt. Sau khi vượt qua tất cả các loại khó khăn, sẽ có một bình minh công nghệ thực sự, hoặc một cyber pugato lớn hơn. Chương 1 Cho huynh đệ mở rương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 2 Bất luận cái gì gian ác cuối cùng rồi sẽ đem ra công lý bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Nhân viên cửa hàng bên trên tân hoang nên chọn mua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Hồng Môn Yến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Đầu người cẩu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Có treo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Một khóa thẩm tra thành phần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Tới đạo đạn đúng không? bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Tròn sâu lên đồng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Có mai phục Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.